Đây, để mình giới thiệu qua cái mồi câu hôm nay của mình nha. Thì cái mồi mà ưu tiên nhất hôm nay là mồi mồi trùng, trùng mũ. À, và hôm nay mình có mang cả cám đi, tí nữa mình làm mình câu các bạn. Nhưng mà mình câu mồi trùng trước nha. Chừng nào mà cảm thấy mà cá mè mè dảnh ăn nhiều á, mình mới bắt đầu mình làm cám câu, mình để mình câu. Và cái mồi này nữa, ngoài Bắc chắc ít biết mồi này nha. Cái mồi này là mồi thuốc câu cá lăng nha các bạn. Bữa thằng Minh nó vô nó cũng câu mồi thuốc nè, mồi này mồi thuốc tự làm nè, nhưng mà không có dính cá lăng, dính toàn cá sát không. Tại vì cá lăng vàng nó mới ăn mồi thuốc nhiều các bạn ơi, còn lăng đuôi đỏ thì nó không đâu, lăng đuôi đỏ nó chỉ ăn mồi trùng thôi. Cái mồi này nó làm từ mấy cái nguyên liệu hữu cơ rồi nó trộn với lại bông gòn đó mọi người, ảnh tự chế đó. Rồi ba loại mồi nha, bây giờ mình câu cái mồi mồi trùng này trước đi. Nè, nén chưa, nè trùng mũ hay trùng nhỏ, mùa này kiếm trùng hổ khó lắm, trùng hổ mắc lắm. Ok, soạn cần câu thôi nè. À, hôm nay có cái này mới nữa nè các bạn ơi. Áo của người yêu may cho đi câu á. Chị mới đi học may cho nên là may thử câu mặt cũng vừa các bạn. Đi đỡ nắng nè, đỡ đen hơn xíu nữa. Chứ trời trời này nắng mà đi câu ngồi ngoài trời chịu không nổi. Có cá ăn rồi các bạn, kìa kìa. Từ từ nha, mình zoom ra cái để chân thật nhất thì phải quay như vậy. Rồi ôi con chạch to các bạn ơi. Ôi à, con chạch lấu to chứ các bạn, để mình lấy cái gì mình cầm nó lên. Ây da, con này nó nuốt lưỡi rồi bạn ơi. Nè, đã chưa các bạn ơi, chói không vậy? À đây nè, ôi vừa bắn xuống lên con chạch to chà bá. Phê này, nước lên nè, mong là hôm nay câu được nhiều nhiều chạch lấu nha. Nó nuốt cái lưỡi vào trong luôn các bạn. Để mình lấy nét cái này cho. Đó. Trời ơi nó dài như con lươn. Cái này thôi để mình cắt cái dây đi, để giữ cho nó sống lâu. Mình còn câu lâu mà tới chiều. Trời ơi. Phê cho các bạn ơi, mới vừa quăng xuống luôn. Được rồi. Cá nó cũng ăn bên đây hay gì đó các bạn. Hình như cá nó ăn rồi. Kéo thử nha. Ôi trời. Bên đây cần bên đây mới cũng được một con cá dứa nữa nè mọi người. Cần ở đây cũng được con cá dứa nữa nè. Con này cũng to á. Dài. Con này nhiều người coi là gọi là con cá gì mà ở dưới miền Tây họ gọi là con cá xanh kỳ. Mình thấy nhiều người hay đăng như vậy đó. Chắc là hôm nay mình đi câu mà quên mang cái túi đựng cá theo rồi, bây giờ đựng kiểu gì nữa đó. Đang nghiên cứu lại. Quên mang túi đựng cá theo rồi. Căng nha.
nè các bạn ơi, cá chốt nha. Mùa này câu thì chưa có cá lăng nhiều, nhắn như toàn mấy cá nhỏ nhỏ không à. Nè các bạn, ô có con cá chập to à, mấy cá này nhỏ 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 không ha. Này câu lấy số lượng bù cho chất lượng. Đây. Ông trời đang kéo mưa tới các bạn ơi, nhìn mây đen chưa kìa. Wow, nhìn đẹp không? Có một cái cây nó nhô lên giữa cái rừng kìa. Trong này nó hoang sơ tít tịt, ít người vô các bạn. Đẹp kìa. Ui, mưa quá là lớn luôn các bạn ơi. Chết rồi. Bây giờ ráng gồng thôi chứ, hết biết rồi. Chắc là mình phải tắt cái máy quay đi, tí nữa hết mưa mình quay tiếp được tục được mọi người. Đang lấy cái bịch ni lông che lại nè. Mưa to lắm. Rồi. Bạn thấy đằng kia không? Trắng xóa luôn nè. Trời ơi. Thời tiết gì mà khắc nghiệt kinh, bạn biết bạn nhìn mình ướt không còn cái chỗ nào. Ngồi trong bụi vẫn ướt nha các bạn. Mà các bạn nhìn kìa. Vừa mưa xong lại nắng lên rồi. Một cá kéo mạnh chưa? Ủa, cái chấm cỏ các bạn ơi. Ôi trời. Ủa, con cá chấm cỏ to luôn kìa. Ôi. Để mình mang máy quay ra đây nha. Mang máy quay ra đây nha. Ui, con một chùm con chấm cỏ. Ôi. Không biết nhìn rõ. Ôi. To lắm các bạn ơi, to lắm. Con này to. Con này 5-6 kg. Bạn nhìn thấy chưa? Bạn nhìn rõ chưa? Cái máy này nó cũ rồi mình không có đánh được. Chờ xíu cho nó mệt nha các bạn ơi. Ôi con mà trùng mà dính chấm cỏ không tin được. Không hiểu sao nó lại ăn mật câu của mình. Dầm dịu cho bụi cỏ nha. Con này nó chưa có mệt đâu. Chờ một xíu cho nó mệt đã. Nó còn nhảy mạnh lắm. Ôi con này 3 cái máy à. 3 cái máy. Lưỡi số 12. Lưỡi số 12 nhỏ xíu mà mình không ấy mạnh được, cái mạnh là nó xảy liền. Không lấy mạnh được. Từ các bạn ơi, từ. Cho nó vô đám cỏ này. Ồ, cá kìa. Bạn nhìn rõ chưa? Đây để mình dìu đúng không? Ồ, con cá kìa các bạn. Dìu vô nhau, dìu vô nha. Ôi. Woo!
cái góc này quay không rõ nha. Để qua đây. Rồi. Các bạn biết sao không? Tại vì nó thấy người là nó chạy liền, nó thấy người là nó nhát, nó chạy liền. Mình phải dìu cho nó vô cái chỗ chín chín. Né nó ra nha, né nó ra liền. Nó thấy người là nó chạy các bạn ơi. Nó sợ á. Rồi vôi. Đừng nè, từ từ, không có vợt. Mình đi câu không khi nào mang vợt đâu. Dìu cho nó vô cỏ nha các bạn. Dìu cho nó vô cỏ nha. Còn căng quá. Coi đi. Cỏ cái gì? Cô đó mình nhảy xuống mình lôi lên luôn nha. Cô còn chạy kìa. Cái máy này nó cũ rồi các bạn ơi, không có ngon như cái máy hai cái kia nữa. Cô cỏ đi, cô cỏ. Cô cỏ đi. Không chịu vô. Ây, chết rồi.
từ 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 từ, con cá nè các bạn ơi. Oh, kinh quá. Oh. Ôi, cái cành này có cá ăn nữa nè. Oh, dẹp qua bên nữa các bạn. Bây giờ mình để ý con cá này thôi. Ôi, các bạn nhìn kìa. Trời ơi. Con cá to nhất mà mình từng câu được nha, cá tự nhiên nha, cá tự nhiên to nhất mà mình từng câu được á. Các bạn thông cảm nha, mình đang hồi hộp, nó cứ rung rung rung. Ây, bác cá xuống nước cho các bạn xem nha. À, để cho anh xem này trước đã. Các bạn tin không? Nè, cái lưỡi câu mà mình câu dính con cái lưỡi C số 12 nha. Nó móc vô như vậy nè, rất là sợ luôn. Mình nhìn, mình kéo nó lên là mình đã thấy nó móc kiểu đó rồi. Nói chung là lúc đó sợ lắm. Cái lưỡi này mà lên cá bự rồi, đau tim lắm. Cái cành cùi bắp nhất lại lên cá khủng các bạn ơi. Ôi, cái lưỡi nó dính. Mình cái cành này mình chỉ câu có một lưỡi thôi, cái lưỡi nó dính một xíu ngay mép thôi à, mà không rớt ra. Mình hồi nãy mình cũng nghĩ là mình không ăn được con này đâu, tại vì cái lưỡi nhỏ quá. Đây nè các bạn. Ồ. Ôi. Các bạn xem nè, con này tầm 4kg các bạn, bảo đảm tầm 4kg. Đã chưa? Quá phê luôn. Các bạn ơi, mình vác cái máy quay xuống luôn nha. Ôi, các bạn nhìn nè. Trời ơi, lần đầu tiên trong lịch sử câu mồi trùng mà trùng mũ chứ không phải trùng hổ nữa mà dính được cá chấm cỏ các bạn. Vừa mưa, trời vừa mưa xong nha. Đấy, nó đi ăn á. Vừa mưa xong luôn. Khổ nổi câu lưỡi 12C nữa chứ. Ôi bạn ơi, trời nó sắp chuyển mưa tới nơi nữa rồi nè. Thôi được cá bự rồi, chắc mình sạn về luôn á, không có câu nữa. Một gan nè, hai gan nè, ba gan tay các bạn, gần 60 cm nè. Đã chưa? Mình nói cái nó chảy máu ra nè. Đấy, ôi ôi cá khủng nè. Đấy. Trời ơi, trời mưa tới nữa các bạn ơi. Ôi, cảm ơn các bạn đã xem video clip nha. Mình xin dừng clip tại đây luôn, mình dọn đồ mình về cái. Ôi, con cá này quá khủng rồi, không câu gì nữa, bây giờ về khoe chứ tích thôi. Thì con này xong rồi luôn.
Ừ, lên con này cứ đi về luôn. Để cân cân thử nha các bạn. Rồi, đem rồi. Ôi. Con cá 4,8 các bạn ơi. Coi rõ nè. Thấy không? 4,8. Để mình lấy thước ra đo coi nó dài bao nhiêu cm nha. Rồi. Đây. 75 nha các bạn. 75 cm. Quá khủng luôn. Ấy ạ. Đây được mớ cá. Được, ở đây được mớ cá nhỏ nhỏ thôi các bạn. Con chạch to này. Vừa vô lên chạch to luôn ấy. Chết cứng rồi. Rồi, hồi nãy các bạn biết sao không? Hồi nãy các bạn biết tại sao mình câu cái lưỡi số 12 à, nhưng mà nó móc vô ngay dưới cái miệng nè các bạn. Ngay dưới cái miệng này, cho nên là nó ngay cái gân, cái cơ của nó đó, nó không có dãy mạnh được, chứ cỡ mà nó móc xuyên qua cái mỏ như vậy, nó dãy một cái là bung cá lên. Cũng hôm nay cũng may mắn lắm mới câu được nó. Lưỡi số 12C nhỏ xíu các bạn ơi. Đây nè. Xong.